Hôm nay mình chuẩn bị bổ dã con máy này làm toàn bộ máy. Con Future 125 phun xạ điện tử FI. So sánh con phun xạ điện tử này thì so với cái con với Honda bình thường thì nó khác biệt rất nhiều. Nó dùng toàn bộ chế điện tử, dùng mà toàn bằng cảm biến hết. Đây là con cảm biến khí nóng. Cái bô này chắc là lâu lắm rồi không chịu vệ sinh nhỉ chú nhỉ? Chắc từ đợt mua xe đúng không? Chưa báo bao giờ đâu. Cái này nó bảo là lưu ý không được vệ sinh lọc gió, chỉ thay mới. Cái này nó bảo là mình chỉ lên thay mới. Cái này có con cảm biến này. Cảm biến gió oxy ấy. Hai sáu B một. Chip kêu. Thôi. Video mở đầu mình quay tạm thời lại để mình dã máy ra để mình kiểm tra cho khách đó. Xin chào các bạn nhé.